Đấy các bạn nhá, khi các bạn vạch cái bộ phận sinh dục của nó lên thì thường là cái con đực của nó sẽ có cái đường này nó nhô lên và các bạn lộn chim của nó ra. Đấy, đây nhìn này, lộn chim. Đấy. Nó lòi lên. Chim của nó như chim con chó cà luôn đây này. Đấy. Thì đây là con đực đúng không? Mặc dù là các bạn lúc nó bé thì cái này phần này nó khó nhìn hơn, nhưng mà các bạn nhìn là nó sẽ có một cái lỗ, có cái gai ở phần trên. Con cái thì nó bằng tẹt thế này này. Đấy. Con cái nó bằng tẹt thế này luôn. Cứ để camera cho tự điều chỉnh được. Đấy. Cái bộ phận sinh dục của con cái các bạn nhìn thấy chưa? Nên là nó không cái phần nó tròn mà nó không có cái gai ở phần trên, nó không có cái cần ở trên. Đấy. Mình cứ nói là giống giống cái nó như thế. Giống Đấy. cái không có dái. Không có đấy, ông nói tục quá. Ừ. Ok, kênh Chim Cú Gáy Hay xin chào các bạn. Và hôm nay thì mình sẽ giới thiệu qua một cái cách mà chúng ta làm một cái lồng rất là đơn giản. Thì báo cáo với các bác đây là nó khoảng tầm 20 con chuột lang với các màu tam thể, nhị thể, trắng, đen, vàng, hung. Đấy. Thì ở đây thì mình giới thiệu là mình dùng cái lưới xanh để lót nó vào cái lồng bồ câu. Cái lồng bồ câu này là lồng nuôi chim bồ câu, là nhẽ ra nó là bằng hai ngăn, mình bỏ cái vách ngăn ở giữa đi. Và nó để chúng ta treo đu đơ trên để chúng ta nuôi nuôi những chú chuột này. Thì thức ăn ở đây thì mình cho ăn ngô, cái ngô nghiền này các bạn, đó, ngô nghiền này các bạn rất tốt cho chuột nhé. Đấy, và đây là các bạn đang xem là cái cỏ voi hay còn gọi là cỏ sữa. Ở Ba Vì chúng mình thì có rất nhiều cái giống cỏ này. Ngoài ra này các bạn vứt cho nó củ sắn, bắp ngô vào đây. Giống này nó vẫn là cái giống gặm nhấm. Thì các bạn nên làm cửa ở phần miệng trên có thể mở ra mở vào như thế này. Đấy, các bạn cài nó vào đây. Hoặc là các bạn làm cái móc này, các bạn móc vào đây. Đấy. Thì để cho con chuột, cái giống này thì nó không neo trèo được như là con chuột đồng của mình, con chuột chuột phá hoại kia. Giống này thì nó không cắn các bạn nhé, nó không cắn mà không neo trèo, nó gần như không uống nước. Nếu như các bạn nuôi bằng cỏ này là không phải cho uống nước đâu. Đấy. Gần như là nó sẽ là như vậy các bạn nhé. Thì hôm nay thì mình sẽ giới thiệu là các bạn một cái lồng như này các bạn có thể nuôi được 20 con. Đấy. Rất là đơn giản. Thì chúng sẽ tự rơi phân xuống dưới, tự đái xuống dưới và chúng sẽ không bị rắn mèo tấn công. Thì hy vọng rằng là mình sẽ thực hiện cái clip này để mình giới thiệu qua để cho các bạn mua con giống của bên mình để nuôi và làm theo như thế. Số điện thoại để các bạn tư vấn về kỹ thuật cũng như đặt con giống là 033 5305 982 và 0989 177 982. Thì ở đây thì Ba Vì chúng mình thì có rất nhiều cái cỏ các bạn nhé. Những cái cỏ như thế này thì mình dùng khoảng một sào thì mình có thể nuôi được 1.000 con chuột các bạn nhé. Và mỗi một con chuột thì 45 ngày thì nó đẻ khoảng 4 đến 5 con. Và mỗi một con thì sau khoảng 10 15 20 ngày là bán được rồi. Đấy, tỷ lệ nuôi thì một đực có thể nuôi được 10 cái, thậm chí hơn một chút. Nên là các bạn yên tâm là cái cách mà đồng chí Thao chim cú gáy bên này là cái trang trại chim cú gáy của mình thế này các bạn này đó. Và đồng chí Thao nuôi chim cú gáy thì sẽ giới thiệu hướng nghề đến cho các bác tận dụng những cái không gian và những cái tài nguyên thức ăn vốn có tại quê hương để nuôi cái con chuột này. Con chuột này thì đầu ra của nó là nó sẽ dùng để các bác sĩ thí nghiệm thuốc, gọi là chuột bạch đấy, chuột để thí điểm thuốc. Ví dụ như người ta nghiên cứu về ung thư hay là nghiên cứu về cái gì đó, người ta dùng thuốc thử con chuột thành công, người ta mới thử thử sang cho con người. Ngoài ra thì có thể là những cái đám cưới hoặc người ta có thể là thương phẩm thịt chuột, thịt những cái động vật hoang dã như nó cũng được tính như là rúi nhím hoặc là những cái con món có thể là chúng ta có thể là giả cầy hoặc là rượu mận hoặc là những cái món nó ăn cỏ thì là cái dinh dưỡng của nó rất an toàn cho các bạn bạn nhé. Nó ăn thực phẩm chứ nó không ăn động vật, các bạn bỏ nó một miếng thịt và nó không ăn đâu.
Những con chuột đồng, chuột chuột hoang dã thì nó ăn ngay. Các bạn chỉ cho ăn cỏ thôi, ví dụ như là lá sắn này, lá sắn dây, lá sắn củ cũng được, củ sắn, củ khoai, cà rốt, bí, cỏ voi, cỏ ở ngoài đồng, cắt ở ngoài đồng, ở bờ ruộng, ở bờ rạnh, những cái cỏ chanh, rồi tóm lại là mía, rồi những cái cây cây vông, rồi tóm lại là nó ăn thực vật rất nhiều các bạn nhé. Đấy, nó không hề ăn động vật đâu. Đó, thức ăn của chúng là nó là thực vật, nên ra cái thịt nó rất là thơm. Đó. Ngoài ra thì các bạn học sinh sinh viên và một số những nhà mà người ta gọi là quan niệm về phong thủy, về tâm linh thì người ta ví dụ như ông bố bà mẹ hay các đứa con có tuổi là 12 con giáp là con chuột thì người ta có thể nuôi một cặp trong mái hoặc là nuôi một cái coi như là một thú cưng hay là một sinh vật cảnh ở trong gia đình các bạn nhé. Thì ở đây thì mình dùng cái mái tre, cái bờ lô và chỗ này thì thoáng, thì mình treo những cái lồng như thế này, treo những cái lồng như này để mình nuôi. Thì ở đây thì nó lâu lâu thì mình mới phải dọn phân, bởi vì là nó rơi xuống dưới tự nó phân hủy, lâu quá thì nó đồn lên thì mình lấy xẻng hót nó đi. Đấy các bạn nhé, các bạn đang xem dõi hôm nay mình đăng clip này là ngày ngày 23 tháng 11 năm 2019, và đây là cái lứa này thì nó mình tách mẹ ra. Đấy. Trang trại thì bố mẹ thì thuộc về bà cô ông anh, và bản thân gia đình thì đang gây dựng già bố mẹ rất là ok. Ví dụ như các bạn mà nuôi những con chuột cảnh để làm cảnh trong gia đình, các bạn nuôi trong gia đình để làm cảnh ấy, thì các bạn có thể mua cái lồng như thế này, các bạn cho hứng vào và thả nó vào trong thì nó sẽ như một sinh vật cảnh, như con chó con, như con mèo con thôi. Đó. Thì trở lại vấn đề là cái kỹ thuật thì các bạn có thể đăng ký kênh YouTube của mình, mà là các bạn tìm kiếm cái từ khóa là chim cú gáy hay để vào kênh, và sau đó các bạn tìm kiếm cái từ khóa là chuột lang hay là bọ ú, các bạn có thể theo dõi. Nhưng mình ở video này mình sẽ nói ngắn gọn thôi. Thứ nhất là các bạn đừng cho ăn nhiều dưa chuột, dưa hấu, nó sẽ lạnh bụng đi ngoài chết đòi. Thứ hai là các bạn phải vệ sinh chuồng trại làm sao sạch sẽ, khô ráo. Nếu làm sàn thì không có cái trường hợp bị ướt lông hay bị ghẻ, bị lấm, bị chua thức ăn. Về ngũ cốc thì các bạn nên cho ăn ngô nghiền, đấy, ngô đỗ. Đấy, không nên cho ăn cám cò nhé, cám cò nó nhiều đạm quá, nó đi ngoài. Các bạn cho ăn càng dân dã càng tốt, đặc biệt là bữa nào thì có lá sung, rồi lá sung là chống đi ngoài mà, lá sung, lá sắn dây, cái cỏ chanh, rồi cái cỏ xả, cỏ voi, đấy là những cái thức ăn mà nó rất thích. Đấy, nó rất thích bởi vì trong đó nó có hàm lượng nước, nó sẽ không phải uống nước. Nếu như các bạn muốn nó uống nước thì các bạn nắp cái van tự động và tự nó ngậm mồm và nó hút thôi. Các bạn đừng để cái khay nước vào mà nó trèo qua trèo lại rất lâu rất rốn, nó có cái con nhỏ nó sẽ ấy. Ở cái nồi này thì nhưng mà nhiệt độ dưới 10 độ thì các bạn phải thắp điện chống rét cho nó và che đi, và trên 30 độ thì các bạn phải quạt cho ra nhiệt độ thoáng, có nghĩa là ở đây là mình nói là nó không chịu được quá nóng và nó không chịu quá lạnh. Tất nhiên thời tiết ở miền Bắc thì nó dao động dưới 30 độ hoặc là trên 10 độ thì là ok rồi các bạn ạ. Và nhân tiện hôm nay chuẩn bị gửi 20 con giống, trong đó là 15 con mái và 5 con trống cho một khách hàng Nam Định. Đấy. Và một khách hàng ở Thanh Hóa thì mình sẽ làm luôn một clip này. Và ngay bây giờ thì sẽ bắt nó vào cái lồng để mình cho nó vào cái hộp cho thức ăn, cho củ, cho cỏ vào để cho nó được khỏe mạnh, nó được ấm áp ở trong cái thùng đó. Thì các bạn đây nhá, mình sẽ quay khá là từ từ và khá là trực tiếp, mình cho vào cái lồng này cho nó trực tiếp gửi đi. Cái điều mà các bạn thấy là mình bắt như thế này, các bạn thấy là nó không hề cắn mình một tí nào cả.
cái loài này nó không hề cắn đâu các bạn, nó không hề cắn. Có một điều nhấn mạnh là không hề cắn. Và nếu như các bạn ngồi thì tôi thấy là nó khá là không có mùi, khá là sạch sẽ thôi. Trên nhà, trên nhà, đi lên nhà đi. Ông Khôi à, đó, đây các bạn nhìn nhé. Và có một điều, Khôi ơi, xuống đây nhờ tí, đi xuống đây, xuống đây nhờ, cháu nhờ tí. Đang làm cái clip cho các bác xong tí nhờ ông chuyển nó ra xe cho anh em một cái. Bình tĩnh. Đi đi, không chết người đâu mà lo. Chuột. Mang chuột đi. Thôi được rồi, ông để nguyên đấy. Ông giữ cái máy quay để cho cháu. Đấy, cầm nhận đó. Đấy, để cháu vạch cái này ra để cháu hướng dẫn cho bà con cái cách nhận biết con đực con mài. Đây. Đây là cái con đực mà nó đã trưởng thành rồi. Đây dí dí. Đưa đây để nhìn. Rồi để nguyên thế nhá. Đây các bạn nhá. Khi các bạn vạch cái bộ phận sinh dục của nó lên thì thường là cái con đực của nó sẽ có cái đường này nó nhô lên. Và các bạn lộn chim của nó ra. Đấy, đây nhìn này, lộn chim. Đấy. Nó lòi lên. Chim của nó như chim con chó cà luôn này này. Đấy. Thì đây là con đực đúng không? Mặc dù là các bạn lúc nó bé thì cái này, phần này nó khó nhìn hơn, nhưng mà các bạn nhìn là nó sẽ có một cái lỗ, có cái gai ở phần trên. Con cái thì nó bằng tẹt thế này này. Đấy. Con cái nó bằng tẹt thế này luôn. Nó không đây, con cái luôn. Nói thì phải đi đôi với làm. Và các bạn thấy là mình luôn luôn là chia sẻ một cách chân thành hết mình luôn. Đấy, còn các bạn nên nhớ nó bắt cái loại này. Con này là con đực, con này là con đực. Đực tí nữa đi. Bắt con cái khác. Đây. Mắn được thế. Có mấy đây mà thì lại được là ít, không cần phải nhiều. Đây hay nhỉ, không cắn. Nó không cắn. Đây là con cái này. Con cái này. Đấy. Con cái. Để mình lấy một con cái nó nhìn cho nó rõ hơn một chút. Không cắn đâu. Con này đánh dấu đực. Nó không chạy đúng không? Nó không chạy hiền. Ta nuôi là thú cưng được. Nhưng mà thả ra nó ra vườn cỏ này là nó không chạy thì làm sao nó lành, đứng ngơ ngơ như gà công nghiệp. Đây. Đây là cái con cái này. Từ từ, ông để camera cho tự điều chỉnh được. Đấy. Cái bộ phận sinh dục của con cái các bạn nhìn thấy chưa? Nên là nó không cái phần nó tròn mà nó không có cái gai ở phần trên, nó không có cái cần ở trên. Đấy. Mình cứ nói là giống cái nó như thế. Giống cái không có dái. Đấy, ông nói tục quá. Yên đang đấy. Quay cho cả kênh YouTube của cháu. Cái đấy đại khái là cái đực là thường mình bán thì mình sẽ đánh dấu cho các bạn cụ thể. Con nào có đực thì mình đánh dấu, còn con nào cái thì mình đánh dấu. Cái dòng này là nó ăn, nó gần như nó không có bệnh tật gì. Nó ăn cỏ. Nếu như các bạn để nó bẩn quá thì nó có thể là nó bị ngứa, bị ghẹ, bị lấm thôi. Nhưng mà nếu mà các bạn làm sàn thì tôi cam kết 100% là không bị bệnh gì cả. Đây là nó lành.
bắt tắt bắt lên cái lồng này một tí nữa mình sẽ dán hộp mình chọn chọn được chọn cái được cái là cháu đã đánh dấu hết rồi đấy được chọn cái cho khách hàng đó. Lúc nào nó tách mẹ thì mình cho ra đây mình cho ăn ngô ăn ăn ngô ăn cỏ ăn khoai ăn sắn ăn bí ăn cà rốt ăn lá tre ăn lá mía ăn lá sắn dây cỏ cỏ mía cỏ voi thì ăn quanh năm cỏ voi nó có hàm lượng rất là ngọt rất là còn nhiều nước cứ để nó là nó gặm hết nó như một ngày cho một nắm thì ăn cả ngày đấy. Cái giống này nhiều khi không có mà bán đâu các bạn cứ nuôi các bạn mà nuôi mà dụ nó các bạn không bán được thì tôi đây còn kèm con cái này con này màu rất đẹp bông tươi đây bộ phận gì được cái này đấy nhìn rõ chưa đó cái nhá không có dái gọi là cái đó. Nói tục một tí các bạn thông cảm nhá cái nó không có dái nhưng mà là cái đúng rồi thì thế không phải là tục mà thế là thật thật bao giờ các bạn nói thật chứ chả làm sao ảnh hưởng đến cái gì đâu các bạn này đến xa quay mặt cái màn hình đấy để mình thì cháu ấn tạm dừng đấy. Như vậy là cái đống chuột này mình cứ gọi là cái đàn chuột này cái đống chuột này các bạn nhìn đây này những cái con mà mình xịt cái màu trắng trắng này đấy, đâu rồi đó những con mình xịt màu sơn trắng trắng đây này là mình đánh dấu là con đực đấy đực này thì bây giờ là các bạn sẽ thấy là mình sẽ cho vào những cái hộp giấy và cho những cái cỏ này vào. Đây, con đực con cái con nọ con kia là tôi đánh dấu hết thì đây là cái logo để cho các bạn xác minh mình là đồng chí Thao chim hú gáy với cái thông tin kênh của mình và các bạn biết là các bạn mua hàng của bên mình các bạn không bao giờ phải sợ là đưa tiền không trả lại hay là hàng hóa chất lượng bởi vì mình gây dựng cái kênh này là chủ đạo là chim gáy và những cái con giống đà điểu, con giống ở trên bao bì chúng mình. Đó. Thì các bạn sẽ theo dõi kênh và mình sẽ chia sẻ những cái đơn hàng của mình để cho các bạn biết. Đó. Đó thì báo cáo với các bác là hôm nay là tiện thể gửi cái đơn hàng hai đơn hàng này về cái con chuột lang này cho các bác. Đây là mình thực hiện trực tiếp ngày 23 tháng 11 nhá. Thì các bạn thân mến, đây là đơn này là địa chỉ là đội 12 Quảng Định, Quảng Xương, Thanh Hóa. Số điện thoại là 0972 678 886. Anh này thì có đặt cọc rồi và gửi về Thanh Hóa. Đấy. Anh này lấy 3 con, một con trống, hai con mái thì mình để vào 3 cái hộp các bạn nhé. Không có đuôi. Thì trong mỗi một cái hộp thì các bạn thấy là mình để cả cỏ vào đây. Đấy. Cần nó chạy ra kìa cứ thả vào đi trong mỗi hộp là nó sẽ có những cái thức ăn như thế này một là nó sẽ cảm giác nó rút giấy đấy các bạn nhé dạ biết rồi và đây là chỗ này thì bạn này là bạn lấy 20 con thì mình làm 10 cái thùng hộp chim của mình 10 cái mỗi cái đều có ngăn cỏ đấy. Và đây là thì cái thông tin của bạn này là 0374 802 633 thị trấn Cồn Hải Hậu Nam Định gần chợ Cồn và đây là số lượng là 20 con đó mình không có tính chất là khoe khoang hay là gì được sự xin phép của khán giả mình sẽ quay cái thông tin công khai như vậy. Đấy, thì bây giờ mình sẽ bắt vào. Đấy, bắt vào.
to luôn. Cho nó vào. Chờ bạn ấy một con màu nữa. Cái này. Cho một con mực đen này. Đấy chà. Yếp. Chít chít cái gì? Không. Đó, cái chít gửi mãi rồi không, bà nó sợ nó gặm. Đấy là xong cái hộp này. Đấy. Mỗi một cái hộp này thì mình sẽ dán cửa. Đấy. Dán cửa. Đấy. Các bạn nhé. Các loại chuột. Đấy, nhà mình thì sẵn rất là sẵn những cái này các bạn nhé. Mình để cái này là mang tính chất là niêm phong cái cửa vào. Đấy, niêm phong cửa vào để cho trong trường hợp tránh bị khui ra để rút ruột. Cũng như là bảo vệ cái vị trí của mình. Đó. Các bạn mở cái. Các lỗ này mình rất là cẩn thận đúng không? Các bạn thấy là những cái lỗ này là lỗ thoáng cái thở của nó, và khi chúng ta di chuyển để vào đây nó sẽ không cắn nhau, nó sẽ không chạy nhảy, nó sẽ không bị nó sẽ không bị mất năng lượng, mà nó không bị mệt, không bị đói. Đấy. Đây là cái thùng này là mình chuyên mình gửi chim, nhưng mà hôm nay mình gửi mỗi một thùng có thể đựng từ 1 đến 3 con chuột trong này. Cái số này là mình sẽ bắt lần lượt vào đây. Đây thì mình đánh dấu hết rồi. Đó. Bạn nhé. Mỗi lồng một đôi. Kiểm tra các lỗ.
rồi đến 10 em này. Chui ra được từ cái ấy, loại này nó không có tính năng cắn phá, không hiểu không? Nó không như con chuột, chuột dại mình hoang kia của mình. Đây là mình cẩn thận thôi. Từ nỗ thế là thoải mái. Khi mà nó xảy ra vấn đề gì thì nó ảnh hưởng đến uy tín của mình. Mà làm ăn bây giờ thì phải uy tín đấy ông ạ. Đó. Không uy tín không tồn tại. Chỉ có mình mới cứu được mình thôi. Đấy, các bạn thấy là cái clip này mình thực hiện khá là dài, gần 30 phút. Nhưng đó là cái sự thật nhá. Thì ngay đây thì các bạn thấy là mình cũng đã hai đơn. Đấy. Đấy. Để lấy tiền, để đưa tiền xe ôm cho ông. Đó là cái thông tin để các bạn mua chim cung gáy, mua đà điểu của mua chuột của đồng chí Thao chim cung gáy tại Ba Vì các bạn nhá. Đấy thì khi mà mình bắt đầu gửi thì tuyến này là mình gửi xe buýt tầm ngang chừng bây giờ là tầm 9 giờ sáng là nó qua cái tuyến chính của mình rồi. Đấy thì mình phải ghi cái vâng. Cái người gửi và người nhận là anh Khương ở bến xe Mỹ Đình. Đó. Rồi rồi bây giờ nó đưa tiền về. Đấy, ông đi đi. Đấy, xong điện cho Khương cho cái nhá. Đó, như vậy là lựa buổi này là mình sẽ phải trả tiền xe ôm, trả tiền xe buýt. Nếu các bạn cố gắng chốt đơn hàng trước lúc 6 giờ và trước lúc 1 rưỡi chiều thì mình sẽ thuận tiện cho mình hơn. Nhưng mà vì chiều khách nên mình vẫn phải gửi.
Đây là cái thông tin của mình nhá. Ok, xin chào và hẹn gặp lại các bạn. Video cũng khá là dài rồi, nhưng mà mình muốn để cho các bạn biết cái quy trình để mình bán hàng và bán con giống cho các bạn là như vậy, kể cả chim hay đà điểu hay là những thứ mình đăng ở trên kênh. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở video sau.